Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 38. Trong lúc đó, Giuđa lìa xa các anh em mình, đến ở cùng một người Adulam tên là Hira. Tại đó, Giuđa thấy con gái của một người Canaan tên là Sua, bèn cưới làm vợ và ăn ở cùng nàng. Nàng thọ thai, sinh được một con trai, đặt tên là Ere. Nàng thọ thai nữa, sinh được một con trai, đặt tên là Onan. Lại sinh thêm một con trai, đặt tên là Sela. Và lúc vợ sinh sản, thì Giuđa ngủ tại Kê-xíp. Giuđa cưới cho Ê-rơ, con trưởng nam một người vợ tên là Ta-ma. Nhưng Ê-rơ độc ác trước mặt Đức Giê-hô-va nên Ngài giết người đi. Giuđa bèn biểu Ô-nan rằng: "Con hãy lại gần vợ anh con, kết bạn cùng nàng như em chồng, đặng nối dòng dõi cho anh." Ô-nan biết rằng dòng dõi này sẽ chẳng thuộc về mình, nên đang khi đến cùng nàng thì làm rơi rớt xuống đất, để đừng sinh dòng dõi cho anh. Nhưng điều người làm vậy không đẹp lòng Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng giết người luôn đi. Đoạn Giuđa biểu Ta-ma dâu mình rằng: "Hãy về ở quá bên nhà cha con, cho đến chừng nào Sê-la con trai cha sẽ trở nên khôn lớn." Vì người nói rằng: "Chúng ta hãy coi chừng, e khi nó cũng chết như hai anh nó chăng?" Ta-ma bèn đi về ở nhà cha mình. Ngày qua, tháng lại, con gái của Sua, vợ Giuđa qua đời. Khi đã nguôi lòng, thì Giuđa đi cùng bạn là Hira người Adulam lên đến nơi mấy thợ hớt lông chiên mình tại Thimna. Người ta cho nàng Ta-ma hay điều đó mà rằng: "Này, ông gia ngươi đi lên Thimna đặng hớt lông chiên." Nàng bèn cởi áo quá bụa mình ra, lấy lúp che mặt và bao phủ mình lại, rồi ngồi trước cửa thành Enanim bên con đường đi về Thimna. Làm vậy là vì nàng đã thấy Sê-la khôn lớn rồi, nhưng họ không gả mình cho chàng làm vợ. Giuđa thấy nàng, cho là một kỵ nữ vì nàng che mặt, bèn lại gần mà nói rằng: "Hãy cho ta đến cùng nàng, vì có người không biết nàng là dâu mình." Nàng đáp rằng: "Người sẽ cho tôi món chi đặng đi đến cùng tôi?" Đáp rằng: "Ta sẽ gửi cho nàng một con dê con của bầy ta." Nàng hỏi: "Người sẽ cho tôi một của chi làm tin, cho đến chừng nào sẽ gửi con dê?" Đáp rằng: "Ta sẽ cho nàng của chi làm tin bây giờ." Nàng đáp: "Con dấu, dây và cây gậy của người đang cầm nơi tay." Người liền cho đi lại cùng nàng. Nàng thọ thai vì người vậy. Đoạn nàng đứng dậy mà đi, cởi lúp ra và mặc quần áo quá bụa lại. Giuđa cậy bạn Adulam mình đem cho con dê con đặng chuột mấy vật tin nơi tay người đàn bà này, nhưng tìm nàng chẳng thấy. Bạn bèn hỏi dân tại nơi nàng ở rằng: "Người kỵ nữ khi trước ở ngoài đường nơi cửa thành Enaim đâu rồi?" Họ đáp rằng: "Ở đây chẳng có một kỵ nữ nào hết." Bạn bèn trở về Giuđa mà rằng: "Tôi kiếm nàng không đặng, và dân nơi đó có nói ở đây chẳng có một kỵ nữ nào." Giuđa rằng: "Này, tôi đã gửi dê con đến mà bạn tìm chẳng thấy nàng. Vậy để cho nàng giữ lấy của tin đó, chẳng nên gây điều nhơ nhuốc cho chúng ta." Cách chừng 3 tháng sau, người ta có học lại cùng Giuđa rằng: "Ta-ma dâu ngươi đã làm kỵ nữ, và vì nông nổi đó nàng đã hoang thai." Giuđa đáp: "Hãy đem nó ra thiêu đi." Đang khi người ta đem nàng ra, thì nàng sai đến nói cùng ông gia rằng: "Xin cha hãy nhìn lại con dấu, dây và gậy này là của ai? Tôi thọ thai do nơi người mà có các vật này." Giuđa nhìn biết mấy món đó bèn nói rằng: "Nàng phải hơn ta, vì ta không đưa Sê-la con trai ta cho nàng." Đoạn người không ăn ở cùng nàng nữa. Đến kỳ sinh nở, nầy trong bụng nàng có thai đôi. Đang lúc sinh nở, một trong hai đứa đưa tay ra trước. Bà mụ bắt lấy tay, buộc một sợi chỉ điều và nói rằng: "Đứa này ra trước." Nhưng nó rút tay vào thì đây anh nó lại ra. Bà mụ nói rằng:
mày tông rách giường này. Họ đặt tên là Ferret. Kế em nó ra sau là đứa nơi tay có sợi chỉ điều, và họ đặt tên là Sherat. Chương 39. Vả Joseph bị đem qua xứ Ai Cập thì Phô-ti-pha, người bản xứ, làm quan thị vệ của Pharaon, mua chàng nơi tay dân Ismael đã dẫn đến. Joseph ở trong nhà chủ mình là người Ai Cập, được Đức Giê-hô-va phù hộ nên thạnh lợi luôn. Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thịnh vượng. Vậy Joseph được ơn trước mặt chủ mình. Chủ cắt chàng hầu việc, đặt cai quản cửa nhà và phó của cải mình cho chàng hết. Từ khi người đặt Joseph cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Joseph ban phước cho nhà người. Sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà hoặc ngoài đồng. Người giao hết của cải mình cho Joseph coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực của mình ăn mà thôi. Vả Joseph hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Sau các việc này, vợ chủ đưa mắt cùng Joseph mà nói rằng: hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp rằng: chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và này, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Thường ngày người dỗ dành mặc dầu, thì Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. Một ngày kia, Joseph vào nhà đặng làm công việc, vả chẳng có người nhà nào ở đó, thì người bèn nắm áo chàng mà rằng: hãy nằm cùng ta. Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Khi người thấy áo còn lại nơi tay mình và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy, bèn gọi người nhà mà nói rằng: bay coi, họ khéo đem vào nhà một thằng Hebrew để chọc ghẹo ta. Nó lại gần toan nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên. Vừa khi nó nghe ta cất tiếng la thì tuột áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài. Người bèn để áo của Joseph bên mình, đợi khi chủ về nhà, học lại cùng chủ y như lời trước rằng: thằng nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặng chọc ghẹo tôi. Nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi rồi chạy trốn ra ngoài. Vừa khi chủ của Joseph nghe lời vợ nói rằng: đó, kẻ nô lệ ông làm điều như vậy, thì nổi giận phừng phừng, bèn bắt chàng đem bỏ vào tù, là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy chàng ở tù tại đó. Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục. Chủ ngục giao hết các kẻ tù trong tay Joseph, chẳng việc chi làm qua khỏi được chàng. Chủ ngục chẳng sót lại những việc đã ở nơi tay Joseph, vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được thịnh vượng. Chương 40. Mấy việc này qua rồi, sải có quan tử chánh và quan thượng thiện của vua Ai Cập phạm đến chúa mình. Pharaoh nổi giận cùng hai quan mình là tử chánh và thượng thiện, bèn đem họ cầm ngục tại dinh quan thị vệ, là nơi đang cầm Joseph. Quan thị vệ cắt phần Joseph hầu việc hai quan đó, họ bị ngồi ngục một ít lâu. Cùng trong một đêm, quan tử chánh và quan thượng thiện của vua Ai Cập đang bị cầm ngục, thấy một điềm chim bao, mỗi người một chim bao, và mỗi chim bao có ý nghĩa rõ ràng. Sáng mai, Joseph đến cùng họ, nhìn thấy sắc buồn bực, bèn hỏi rằng: ngày nay sao hai quan có sắc mặt âu sầu vậy? Đáp rằng: chúng tôi có thấy một điềm chim bao mà không ai bàn dùm. Joseph rằng: sự bàn chim bao há chẳng do nơi Đức Chúa Trời ư? Xin hãy thuật lại điềm chim bao của hai quan cho tôi nghe đi. Quan tử chánh thuật điềm chim bao mình lại cho Joseph mà rằng: trong chim bao tôi thấy một gốc nho ở trước mặt tôi. Gốc nho đó lại có ba nhành, dường như thấy nhành nảy chồi
trổ bông, chùm có trái chín thì phải. Tay tôi đang cầm cái chén của Pharaon. Tôi hái nho đó, ép nước nho vào, rồi dâng tử bôi vào tay Pharaon. Joseph nói, ý nghĩa chiêm bao đó là thế này. Ba nhành nho tức là ba ngày. Trong ba ngày nữa, Pharaon sẽ tha quan ra khỏi ngục, phục chức lại. Quan sẽ dâng cái chén của Pharaon vào tay người như cũ, như khi còn làm chức tiểu chánh. Xong khi quan được hưởng lộc lại rồi, xin nhớ đến tôi, làm ơn tâu cùng Pharaon về nỗi tôi và đem tôi ra khỏi chốn này. Vì tôi bị người ta bắt đem ra khỏi xứ của người Hebrew, và tại đây tôi cũng chẳng có làm tội gì mà bị cầm nơi lao lung này. Quan thượng thiện thấy Joseph bàn mộng được tốt bèn nói, còn trong điềm chiêm bao của tôi đây, tôi đội ba giỏ bánh trắng trên đầu. Trong giỏ cao hơn hết có đủ món thực vật của thợ làm bánh hấp cho Pharaon. Chim đáp vào giỏ trên đầu tôi ăn các món đó. Joseph đáp rằng, ý nghĩa chiêm bao này là ba giỏ tức là ba ngày. Trong ba ngày nữa, Pharaon sẽ xử trảm quan, sai đem treo lên cây cho chim chóc ăn thịt quan vậy. Đến ngày thứ ba là ngày sinh nhật của Pharaon, người bèn bày tiệc đãi cả quần thần và tha quan tiểu chánh cùng quan thượng thiện ra khỏi ngục. Pharaon phục chức quan tiểu chánh lại như xưa, đặng quan này dâng tử bôi vào tay mình, nhưng lại hạ lệnh đem treo quan thượng thiện y như lời Joseph đã bàn ra. Đoạn quan tiểu chánh chẳng còn nhớ đến Joseph nữa, quên người đi. Thi thiên thứ ba. Đức Giê-hô-va ơi, kẻ cừu địch tôi đã thêm nhiều giường bao, lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay. Biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng, nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó. Nhưng hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi, Ngài là sự vinh hiển tôi và là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va, từ núi thánh Ngài đáp lời tôi. Tôi nằm xuống mà ngủ, tôi tỉnh thức vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Tôi sẽ không nao muôn người vây tôi khắp bốn bên. Hỡi Đức Giê-hô-va hãy trỗi dậy, hỡi Đức Chúa Trời tôi hãy cứu tôi. Vì Chúa đã vả má các kẻ thù nghịch tôi và bẻ gãy răng kẻ ác. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va. Nguyện phước Ngài giáng trên dân sự Ngài. Thi thiên thứ tư. Hỡi Đức Chúa Trời của sự công bình tôi, khi tôi kêu cầu, xin hãy đáp lời tôi. Khi tôi bị gian truân, Ngài để tôi trong nơi rộng rãi. Xin hãy thương xót tôi và nghe lời cầu nguyện tôi. Hỡi các con loài người, sự vinh hiển ta sẽ bị sỉ nhục cho đến chừng nào? Các ngươi sẽ ưa mến điều hư không và tìm sự dối trá cho đến bao giờ? Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhân đức. Khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta. Các ngươi khá e sợ, chớ phạm tội. Trên giường mình hãy suy gẫm trong lòng và làm thinh. Hãy dâng sự công bình làm của lễ và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Nhiều người nói, ai sẽ cho chúng ta thấy phước? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng mặt Ngài. Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. Chương 23. Gánh nặng về Tyre. Hỡi tàu bè Taresi hãy than khóc, vì nó đã bị hủy phá đến nỗi chẳng còn nhà cửa nữa, chẳng còn lối vào nữa. Ấy là điều đã tỏ cho họ từ xứ Kittim. Hỡi dân cư bờ biển, là nơi những lái buôn Sidon, là những kẻ vượt biển chở đồ hàng đến, hãy nín lặng. Hột giống của Si-ho, mùa màng của sông Ni-lơ, theo đường biển trở đến, ấy là phần lợi nó. Nó vốn là chợ buôn của các nước.
Hỡi Sidon, hãy hổ thẹn vì biển, nơi đồn lũy biển có nói như vậy: ta chưa ở cử, chưa đẻ con, chưa nuôi trai trẻ, chưa nuôi gái bé. Khi tin này đồn đến Egypto, người ta nghe tin về Tyre chắc sẽ đau thương lắm. Hãy dời qua Ta-rê-si, hỡi dân ở gần biển hãy than khóc. Đây há chẳng phải là thành vui vẻ của các ngươi sao? Là thành có từ đời thượng cổ, mà chân nó đã trải đến nơi xa đặng trú ngụ tại đó. Vậy, ai đã định sự ấy nghịch cùng Tyre, là thành đã phân phát mão triều thiên? Lái buôn nó vốn là hàng vương hầu, người mua bán nó vốn là tay quý hiển trong thiên hạ. Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân đã định sự này, để làm dơ dáy sự kiêu ngạo mọi vinh hiển và làm nhục mọi kẻ sang trọng trong thế gian. Hỡi con gái Ta-rê-si, ngươi không còn bị trói buộc nữa. Hãy đi qua khắp địa phận ngươi như sông Ni-lơ. Đức Giê-hô-va đã giang tay Ngài trên biển, làm cho các nước rung động. Ngài đã ban mạng lệnh về Ca-na-an mà phá đồn lũy nó. Ngài có phán rằng: hỡi con gái Si-ôn là nữ đồng trinh bị ức hiếp kia, ngươi sẽ chẳng còn cứ vui mừng nữa. Vậy hãy chờ dậy sang xứ Kít-tim, tại đó ngươi cũng sẽ không được an nghỉ đâu. Hãy xem xứ của người Canh-đê, không có dân đó nữa. Người Asheri lấy làm chỗ cho thú rừng, chúng nó dựng tháp, phá cung đền nó làm ra gò đống. Hỡi tàu bè Ta-rê-si, hãy than khóc vì đồn lũy các ngươi hủy diệt rồi. Trong lúc đó, thành Tyre sẽ bị người ta quên đi trong 70 năm bằng một đời vua. Mãn 70 năm rồi, Tyre sẽ giống như bài ca của kỵ nữ hát: hỡi kỵ nữ đã bị quên kia, hãy lấy đờn cầm dạo chơi thành phố, khải cho hay, ca đi ca lại, hầu cho người ta nhớ đến mày. Mãn 70 năm rồi, Đức Giê-hô-va sẽ thăm viếng thành Tyre, nó sẽ lại được lợi, sẽ hành dâm cùng mọi nước trong thế gian trên mặt đất. Nhưng hàng hóa lời lãi của nó sẽ nên thánh cho Đức Giê-hô-va, mà không chứa cũng không để dành lại, vì lời lãi ấy sẽ phân phát cho những người ở trước mặt Đức Giê-hô-va, để họ được ăn sung mặc sướng. Chương 24. Này, Đức Giê-hô-va làm cho đất trống không và hoang vu, Ngài lật đổ mặt đất và làm tan lạc dân cư. Thầy tế lễ như chúng dân, ông chủ như đầy tớ trai, bà chủ như đầy tớ gái, kẻ bán như người mua, kẻ cho mượn như người mượn, kẻ lấy lợi như người nộp lợi, ai cũng đồng một thể. Trên đất sẽ đều trống không và hoang vu cả, vì Đức Giê-hô-va đã phán lời ấy. Đất thảm thương và tồi tàn, thế gian luộn bại và tồi tàn, những dân cao nhất trên đất hao mòn đi. Đất bị dân cư làm ô uế vì họ đã phạm luật pháp, trái điều răn, dứt giao ước đời đời. Vậy nên sự rủa xả thiêu nuốt đất, những người ở trên nó mắc tội. Vì cớ dân trên đất bị đốt cháy, chỉ còn ít người sót lại. Rượu mới than vãn, cây nho tàn héo, mọi kẻ vốn có lòng vui đều than thở. Những kẻ đánh trống không đánh nữa, tiếng mừng rỡ hết rồi, giọng vui đờn cầm đã dứt. Chẳng còn vừa uống rượu vừa hát nữa, những tay ghiền rượu cho rượu mạnh là cay đắng. Thành hoang loạn đã đổ nát, nhà cửa đều đóng lại, không ai vào được. Người ta kêu la trong đường phố vì cớ rượu. Mọi sự vui đều trở nên tăm tối, sự mừng rỡ trong xứ đi đâu rồi? Trong thành vắng vẻ, cửa thành phá hoại. Vì giữa các dân trên đất sẽ giống như lúc người ta rung cây olive và như khi mót trái nho sau mùa hái trái. Những kẻ này sẽ cất tiếng lên, kêu rao, từ nơi biển kêu lớn tiếng vui mừng vì sự uy nghiêm Đức Giê-hô-va. Vậy
hãy tôn vinh Đức Giê-hô-va trong phương đông. Hãy tôn vinh danh Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel trong các cù lao biển. Chúng ta đã nghe từ nơi đầu cùng đất hát rằng, vinh hiển cho kẻ công bình. Nhưng tôi nói, tôi bị gầy mòn, tôi bị gầy mòn, khốn nạn cho tôi. Những kẻ gian dối làm gian dối, phải, kẻ gian dối làm gian dối lắm. Hỡi dân cư trên đất, sự kinh hãi, hầm và bẫy đến trên ngươi. Kẻ nào trốn khỏi tiếng kinh hãi sẽ sa xuống hầm. Nếu lên khỏi hầm sẽ mắc vào lưới. Vì các cửa sổ trên trời đều mở ra, các nền dưới đất đều rung rinh. Đất đều tan nát, đất đều vỡ lở, đất đều rúng động. Đất lay động như người say, lỏng chỏng như cái võng. Tội lỗi chất lên trên nặng trĩu, nó sẽ đổ xuống và không dậy được nữa. Xảy ra trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ phạt các cơ binh nơi cao ở trên trời, phạt các vua thế gian ở trên đất. Họ sẽ nhóm lại cùng nhau, bị cầm trong hầm như tù bị nhốt trong ngục. Cách lâu ngày sẽ đều bị phạt. Mặt trăng sẽ xấu hổ, mặt trời sẽ mắc cỡ, vì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trị vì trên núi Si-ôn tại Giê-ru-sa-lem, và sự vinh hiển sẽ chói lói trước mặt các trưởng lão. Chương 25. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tôn sùng Ngài, tôi ngợi khen danh Ngài, vì Ngài đã làm những sự mới lạ, là những mưu đã định từ xưa, cách thành tín chân thật. Vì Ngài đã làm cho thành trở nên gò đống, thành bền vững, trở nên nơi đổ nát. Đền đài của dân ngoại chẳng phải là thành nữa, sẽ chẳng hề xây lại. Vậy nên, một dân cường thạnh sẽ tôn vinh Ngài, thành của các dân tộc đáng kinh hãi sẽ kính sợ Ngài. Vì Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đuột cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng. Khi những kẻ cường bạo thổi hơi ra như bão xông vào tường thành, Ngài sẽ dứt sự ồn ào của dân ngoại, như trừ khí nóng trong nơi đất hạn, ngừng tiếng hát mừng của kẻ cường bạo, như hơi nắng tan đi bởi bóng mây. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc tại trên núi này một tiệc yến đồ béo, một viên rượu ngon, đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch. Tại trên núi này, Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân và cái màn che phủ mọi dân tộc. Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng, kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức Giê-hô-va, chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ, và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài. Vì tay Đức Giê-hô-va sẽ đặt trên núi này, nhưng Mô-áp sẽ bị dày đạp trong nơi nó, như rơm bị dày đạp trong ao phân. Nó sẽ giang tay trong đó, như người lội bơi giang tay ra để lội. Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ dằn sự kiêu ngạo nó xuống và cất bỏ mọi cơ mưu của tay nó. Ngài sẽ hạ lũy cao của tường thành ngươi xuống, đánh đổ và ném xuống đất vào trong bụi bặm. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng,
thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.